con gà này ra nha. Ok cả nhà ơi, mình đã làm xong cái con gà rồi nha. Đây. Giờ mình sẽ lấy cái dao mình cứ khứa ra cho nó thịt mau chín nha mọi người. Mình đã nướng gần chín nha mọi người. Đó, đây là cái mề gà, đây là ruột ha. Đây là cái phao câu nè mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Hôm nay thì xin sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Sinh một cái món, đó là cái món gà đá nha cả nhà. Để coi thử gà đá này mình sẽ làm một cái gì đó cho thật ngon. Nói chung là mình đã bắt nước sôi rồi, thì bây giờ mình sẽ làm cho sạch sẽ để bắt đầu cái mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món gà này nha. Gà đá thì cả nhà cũng biết rồi, ăn rất là dai, với lại nhiều khi muốn gãy răng luôn cả nhà. Nếu ai mà xem cái video của mấy cái tập trước của Sinh đó là Sinh có làm cái con gà đá rất là bự, gần có 3 kg gì đó, bự lắm, mà xé muốn gãy răng nha mọi người, nó dai quá. Hy vọng lần này con gà này nó sẽ không có dai bằng mấy con gà trước ha. Thôi giờ mình sẽ vô làm nha mọi người. Ây chà, lấy con gà đá này. Chà, gà này bự đó cả nhà. Đây mình sẽ lấy cái con gà này về mình làm cái món gì ăn đây ta. À, với kia có một con gà nữa cả nhà. Đây là con gà cúng dưỡng mình nha. Đó, gà này gà đá nè cả nhà. Ai mà chơi gà đá thì sẽ biết ha. Mình thích chơi mấy loại này lắm. Đây là gà nuôi của ông Dượng mình. Hôm nay mình lên lấy gà này về ăn. Mình lấy con này về ăn hả? Lấy gà này ra nha. Con gà nhát. Ồ, gà này nhát lắm. Ồ, sợ nó chạy quá. Rồi cả nhà, mình đã bắt được con gà này cả nhà. Đây. Đây là con gà chiến của ông Dượng mình. Mình sẽ làm một cái món gà nướng ha. Quá trời ngon rồi cả nhà. Con này tầm cỡ gần 2 kg. Chắc vậy quá. Chắc 2 kg chứ nhỉ, chứ không. Vậy thôi. Ok cả nhà ơi, mình đã làm xong cái con gà rồi nha. Đây con gà của Sinh đây. Đây là cái con gà đá. Ồ, cái cửa nó dài lắm mọi người. Trời, nó vụn. Lộn. Cái cửa nó nhọn. Cửa nó quá nhọn luôn mọi người. Mình đã làm rất là kỹ càng và sạch sẽ nha mọi người. Bây giờ chỉ còn cái công đoạn là mình mổ ra thôi. Rồi cái mình bắt đầu đem đi ướp gia vị rồi sau đó mình đem đi nướng nha mọi người. Ồ, gà này là gà đá nha. Rất là dai nha mọi người. Đó, nhìn kỹ kỹ thì nó tưởng tượng như là mấy con gà mà giống như gà nông nghiệp đó. Thực sự là gà này ăn rất là dai, mình đã ăn rất là nhiều lần của ông Dưỡng mình rồi. Gà cũng rất là dai nha mọi người đó. Con gà này nuôi hồi nhỏ đến lớn nè, có nghĩa là nó chưa có ướp thuốc. Thường gà đá sẽ ướp cái chỗ này nè, ướp thuốc cái chỗ cái đùi nè, nó để mà cho nó cứng cái đùi. Gà này ông Dưỡng mình thấy nó nhát quá nên không cho mình làm thịt nó luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái món gà đá nướng nha. Mình sẽ làm con gà đá nướng cho mọi người nha.
Tôi muốn cho cả nhà cùng thưởng thức với mình ngày mai luôn. Lọ này phải thì dòng là nó không có dai bằng mấy con gà bữa trước nha, mình ăn rất là dai. Rồi ok, giờ bắt đầu mình làm việc thôi mọi người. Cả nhà ơi, xin đã hoàn thành xong cái gà này rồi nha. Mình đã làm sạch sẽ hết tất cả mọi thứ rồi. Rất là ok cả nhà. Đây, cả nhà xem nha. Đây là cái miếng gà. Cái này là mình đã làm sạch sẽ hết rồi. Tất cả mọi thứ mình đã làm ok hết. Giờ mình chỉ còn đem vô nhà ướp thôi. Giờ mình đem vô nhà mình ướp thôi nè. Quá trời thịt, thịt nạc nhóc luôn. Tuyệt vời. Ok vậy rồi thôi bây giờ mình sẽ đem về nhà mình ướp thôi mọi người, ướp cho nó cay rồi mình nướng ăn cho nó thơm nha mọi người. Nhưng mà có Huế nữa, Huế ướp về tới luôn. Cả nhà bây giờ là mình bắt đầu ướp gà nha. Đây. Giống như gà mình vừa mới đi siêu thị mua về vậy. Này cả nhà thấy không? Gà này là gà nuôi nha mọi người, đây là gà đá nha. Mình làm rất là sạch sẽ và kỹ luôn mọi người. Giờ mình sẽ bỏ vào đây để mình ướp ha, mình ướp gia vị. Đây mình đã có gia vị rồi thấy không? Đó, gia vị tất cả mọi thứ rồi. Giờ mình bỏ vô đây. Trộn đều hết. Có thêm chút lá chanh, gia vị đây là lá chanh nha. Cho thơm gà nữa, cho gà thơm thơm. Sẵn mình khử mùi của gà luôn á. Đây là rau răm nè. Để lấy mấy lá này ra. Giờ mình ướp. Cả nhà ơi, than gần chín rồi nha cả nhà. Than sắp chín rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nướng nửa con gà nha cả nhà. Cái này có nửa con gà thôi. Có bỏ, mình đã ướp gia vị tất cả mọi thứ vào trong cái gà này. Than thì sắp chín rồi mọi người. Hôm nay trời đẹp nữa, với lại không có mưa, với lại không có sóng. Bình thường là chỗ của mình là hay sóng gió lắm mọi người. Chiều quá ra đây mà ngồi mà nấu nướng hay là một cái gì đó, cái mình làm vài ly bia vậy đó, ngắm cái cảnh rất là đẹp nha mọi người. Giờ mình chờ than chín chút xíu đi rồi cái đầu cái mình nướng luôn ha mọi người nha. Nãy giờ em cột cái ruột lại hả? Em cột cái ruột lại hả? Có đó. Bung gà, ruột bung gà.
mình còn đứa con nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy đứa con này ra mình nướng luôn ha. Đem đứa con ra nướng nữa chứ để qua đêm chia cho mệt. Rồi, đem con nướng ra mọi người. Nướng ra. Đó cả nhà, mình còn đứa con này nè. Thôi mình lấy đứa con này ra luôn đi. Để làm gì nữa. Lấy đứa con ra nha. Lấy. Wow, rất khó chịu. Đây là cái nhà mình còn đứa con, thôi bây giờ mình sẽ lấy đứa con ra mình còn một ít gia vị á, cái mình ướp qua ướp lại luôn ha cho nó dễ ha, rồi mình ăn. Giờ mình thấy ngon quá nên bây giờ mình cả nhà thấy không, giờ nướng nè, nướng gần xong rồi thấy không? Đó. Quá trời thơm rồi mọi người, rất là thơm nha, cái mùi chanh nó lên thơm lắm, cái mùi chanh lên thơm rất là thơm, quá thơm quá mọi người. Tuyệt vời. Có một ông hả? Có. À có một ông con này nữa. Giờ mình nói có bỏ một con này nha mọi người. Mình đang ướp nửa con còn lại nè. Đó vậy là mình đã nướng gần chín nha mọi người. Đó, đây là cái mè gà, đây là ruột ha. Đó, đây là cái phao câu nè mọi người. Trời ơi, phao câu nhìn chịu sao nổi nè mọi người, đói quá mọi người. Mình chưa ăn cơm nữa chứ. Đây là gan phải không? Tim. Gà nè. Hồi nãy là mình quên lấy dao cứ khứa ra mọi người. Còn đây nè, cứ khứa ra nha. Đây là cái cổ mọi người. Đây là cái đầu của nó nè. Gần chín rồi. Thằng chín là cả nhà. Trời ơi. Nó săn lại. Để qua đây nè, để qua đây nè đó. Xích qua đây được. Hai chân này cũng gần chín rồi. À, hai chân này mình sẽ để lại cho ba mình ăn nha. Tại mình mỗi lần mình làm gà hay là làm vịt gì đó, mình sẽ để lại cho ba mình. Và mình rất là thích ăn những cái này rất là ngon. Giờ mình sẽ lấy cái dao mình cứ khứa ra cho nó thịt màu chín nha mọi người. Hồi nãy mình quên khứa thôi cả nhà, bây giờ mình lấy một cân dao ra rồi mình khứa tất cả mọi thứ bên kia luôn, mình khứa bên kia cái nửa con bên kia luôn cho nó mau chín hơn. Khứa sơ sơ đi. Khứa sơ là ngon. Nửa con bên kia gần chín nữa cả nhà, mình nướng nãy giờ cũng tầm cỡ gần tiếng mấy rồi. Gần chín nữa cả nhà. Rồi bây giờ hai chồng mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức cái món gà đá nướng này cả nhà. Đây là cái con gà đá mà thật sự lần đầu tiên mình lấy ra mình nướng á. Chứ lần trước là mình hay nướng mấy cái loại gà kia không mọi người, ăn vô nó bở lắm. Để coi lần này mình nướng gà đá này xem thử coi là cái thịt của nó như thế nào, có dai quá hay không cả nhà. Nãy giờ mình ăn thử một miếng nó dai lắm mọi người. Chưa mình chưa ăn tới cái đùi lại mấy cái miếng kia nữa. Thôi bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cái món gà đá này nha. Ồ nè, cả nhà thấy cái đùi đây không? Ồ đó, cái đùi đã chín rồi mọi người ơi. Ồ thơm lắm cả nhà. Ê trời ơi, hết hồn. Thôi giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái đùi này trước đi ha. Giờ mình nặn chanh vô đi cả nhà ơi. Để mình nặn chanh vô. Nặn dừa thôi. Ở trong đây thì mình có bỏ thêm cái lá chanh nha. Cái lá chanh với lại nước chanh nữa. Ít quá ta, nước chanh hình như ít quá. Nó nặng thêm chút.
thêm miếng chanh vô. À, nhiều rồi đó. Rồi. Quá ngon luôn cả nhà. Ui nóng lắm nha. Nè đây. Mượn cái kéo em ơi. Em ơi, cái này nóng lắm. Kéo đi, kéo. Cắt miếng ra được. Cắt luôn. Nó lại miếng thịt lên. Nóng nha. Lên cắt ra, thịt xay mạnh rồi. Ây da. Rồi con kéo luôn. Con kéo luôn. Bây giờ mình mời cả nhà nha. Thưởng thức cho mình cái món gà đá này nha cả nhà. Rồi. Mọi người nha. Rồi. Nó già lắm mọi người. Quá già luôn. Già lắm cả nhà. Lấy miếng đầu đầm ăn. Dạ nó dài mấy người, dạ nó dài lắm. Chan cái miếng chanh này vô ăn cho đã nghe cả nhà. Trời ơi. Những con gà đá lại dai luôn. Ăn đã luôn. Ngon. Lấy một cái trầu răm ăn cho nó ngon nữa nha. Có miếng chanh. Trời ơi. Đã rồi. Căng đã. Trời, đã. Cái da của nó dài. Nó sằng sằng lên. Găng của nó cứng lắm mọi người. Cái găng đó nè, còn đã. Cái da của nó dai lắm mọi người ơi. Thịt của nó rất là dai nha. Mời cả nhà nha. Ăn cái đùi cả nhà ơi. Trời ơi, cái đùi dai thịt không. Xẻ kìa. Đây. Miếng chanh ăn cho đã. Trời ơi, thịt nó đã thì đâu. Miếng thịt nó không? Nó ngon. Em chấm lên. Lấy miếng chanh ăn cho đã. Ngon lắm ở nhà, gà này dai quá. Cũng mà gà đá mà mình nướng lên nó đã vậy đâu. Cái dĩa này á là mình sẽ để dành lại cho ba mình nha cả nhà. Ba mình rất là thích ăn cặp chân này, người lớn thích ăn lắm. Trời, đã cả nhà, ngon ghê.
Đã rồi đúng không? Đã sẽ đã. Cảm ơn. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Dài thì cả nhà, gà nó dài quá. Quá dài luôn. Không gãy răng nó dai quá. Cảm ơn cả nhà ơi. Mời mọi người nha. Rồi. Dài. Đã đi. Bây giờ trời ơi, nó dài quá cả nhà ơi. Quá trời dài luôn cả nhà. Gà này rất là ngon nha cả nhà, rất là dai. Sẽ có một số phần nó sẽ chưa chín, mình đã nướng lại rồi. Nó phần nào thì chín thì mình sẽ thưởng thức cùng với cả nhà nha, rất là ngon. Trời ơi, đã với cả nhà. Mời mọi người nha. Gà dai thiệt. Đây là nguyên gốc của nó luôn. Mình mời cả nhà nha, thưởng thức với mình cái con gà đá này siêu ngon cả nhà, quá trời ngon luôn. Trời ơi, đã cả nhà, cái cây the the nó ngon. Rồi, ngon mấy nhà, rất là ngon nha. Đây cả nhà, mình còn nửa con nữa. Đây này cả nhà, mình còn nửa con nữa nè. Trời ơi, đúng là gà đá có khác ha, dai ghê luôn. Ăn cái gân của nó thôi mà muốn gãy cái gân, nó dai quá đó cả nhà. Ngon ghê, quá trời ngon luôn cả nhà. Thật sự ra đây là lần đầu tiên mà mình làm một cái con gà đá, mình nướng muối ớt cho cả nhà cùng thưởng thức, rất là ngon. Cái con gà đá này là mình đã ăn rất là nhiều rồi nhưng mà mình chưa có từng nướng lên như thế này cho cả nhà cùng xem á. Cái loại gà đá này rất là ngon nha cả nhà, thịt của nó dai và chắc nữa, ăn rất là đã. Thôi cả nhà ơi, nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe, chia sẻ cho cái kênh của Sinh nha. Cho mình một cái like với lại một cái subscribe để mình có cái động lực để mà mình ra nhiều cái sản phẩm đẹp mắt hơn và ngon hơn. Thôi
Mình xin hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Bye bye, cảm ơn mọi người nha. Chúc cả nhà ngon miệng.